Xe đạp thể thao VIP.com xin chào bạn. Shop xe đạp thể thao VIP, shop bán xe đạp online số 1 tại Việt Nam, luôn có đủ xe, đủ màu, đủ size của nhiều thương hiệu, đủ chủng loại từ xe đạp địa hình, xe đạp đua, xe đạp touring, xe đạp nam, xe đạp nữ, xe đạp gấp. Nhiều mức giá, nhiều cấu hình để bạn lựa chọn. Và trong video này, shop xin thông báo tới bạn, xe đạp thể thao carbon của hãng Twitter, shop đã về ngập kho, có rất nhiều model và đủ chủng loại từ xe đạp đua, xe đạp địa hình đến xe đạp touring. Vâng, xe đạp touring như chiếc này đây. Đó, đây là xe đạp touring này, xe đạp đua, xe đạp địa hình đó nha. Và đây là những chiếc xe đạp thể thao carbon mới nhất từ hãng xe đạp Twitter, được sản xuất năm 2021, đã vinh nhập về ngập kho. Vâng, đầy đủ model, đầy đủ màu, đầy đủ size để bạn lựa chọn. Và trong video này thì shop sẽ mở thùng chiếc xe đạp đua Twitter Cycleron Pro voi rồng bạn nha. Có size 45, size 48. Và shop sẽ mở chiếc màu ghi này ra xem và sẽ review sơ bộ để bạn xem luôn. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông, để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Đây, xe nhập về tới Việt Nam thì nguyên thùng, nguyên chiếc, nguyên đai, nguyên kiện được đóng gói rất là chắc chắn đến như thế này. Và khi bạn đến với shop xe đạp thể thao VIP.com mua xe đạp online thì shop sẽ kiểm tra trước khi giao hàng và giao đến cho bạn như thế này. Và bạn thể thấy là chiếc xe đạp thể thao khi nhập khẩu nguyên thùng nguyên chiếc về thì đã hoàn thiện tới 90%, tức là những chi tiết chính đã được nhà máy lắp đặt và cân chỉnh hết rồi. Khi bạn nhận xe thì cần ráp bánh trước vào, càng tay lái và phô tăng, nắp yên, bê đan, kiểm tra hơi cũng như là một số ốc ác còn lại là vận hành được rồi. Vâng, đây chính là chiếc xe đạp đua Twitter Cycleron Pro voi rồng bạn nha, voi rồng mới nhất năm 2021 từ hãng xe đạp Twitter. Đây là chiếc màu ghi, màu ghi. Bạn thấy này, kiểu thiết kế khung càng cọc in bằng carbon nano, kiểu thiết kế khung rất đẹp, rất bắt mắt luôn bạn nha, rất bắt mắt. Khung bằng carbon, chiếc này là size 45, size 45 được ghi đây. Đây là màu ghi rất đẹp, kiểu thiết kế khung rất hầm hố và hoành tráng đây. Wow, rất đẹp bạn nha. Khung càng cọc in bằng carbon, phô tăng tay lái bằng hợp kim nhôm của hãng Twitter. Rồi tiếp theo, cặp vành bánh sử dụng cặp vành bánh của hãng Retropic với vành nhôm hai lớp cao 4 cm, làn hoa bằng thép và sử dụng cặp Meyer bằng nhôm cắt CNC chạy bi bạc đạn. Lốp sử dụng lốp Innova Pro 700x25C. Và bộ truyền động đang được trang bị cho chiếc Twitter Cycleron Pro này là bộ truyền động của hãng Retropic. Vâng, với tay đề số Retropic, tay đề số, tay đề lắc, tất cả trong một bạn nha, tất cả trong một. Gạt đĩa Retropic, điều khiển bộ đùi đĩa trục rỗng của hãng Retropic, hai đĩa và bộ lít 11 tầng. Và lít thả 11 tầng của hãng Sugex và gạt lít của hãng Retropic. Và gạt lít này được phủ một cái vân carbon lên đây, rất đẹp bạn nhé. Xe này là có 11 lít và hai đĩa, tức là xe có 22 tốc độ bạn nhé, 22 tốc độ. Phanh trước phanh sau sử dụng của hãng Retropic, phanh xe bóp vành, xe đẹp, xe đẹp. Đây là chiếc xe đạp đua, còn có Leopard là xe đạp địa hình hay là chiếc RC đây. Bên cạnh những mẫu mới về đây ngập kho của shop thì shop vẫn đang có đủ các model xe đạp đua cũng như là xe đạp touring như T10 Pro sử dụng bộ truyền động của Nhật Bản Shimano Tira 4007, hay là những chiếc xe đạp đua Thunder T10 Pro có rất nhiều cấu hình từ những bộ truyền động Kinetic R2000 đến Sora R3000 đến Tiagra 4007 sản xuất tại Nhật Bản và huyền thoại 1.5R7000. Shop đang có đủ màu, đủ size 46, 48, 50 để bạn lựa chọn. Vâng, và chiếc xe đạp thể thao carbon Twitter Cycleron voi rồng này, vâng, số về ngập kho, đủ màu, đủ model. Và chắc chắn từng model và từng màu sắc số đẻ sẽ dựng lên và review chi tiết để bạn thích màu nào, bạn xem chi tiết màu đó. Và đến với shop xe đạp thể thao VIP.com mua xe đạp online rất đơn giản và dễ dàng. Chỉ cần bạn có nhu cầu đặt hàng là sẽ có người mang xe đến tận nhà cho bạn, không cần phải đi đâu xa. Đến với shop xe đạp thể thao VIP, mua xe tốt, giá tốt, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà.
Vâng, cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo từ kênh Xe Đạp Thể Thao VIP.com.